Bấy giờ Xá Lợi Tử, Chấp Đại Tạng, Mãn Từ Tử, Đại Ẩm Quang vân vân cùng hỏi Thiện Hiện. Đại Đức đã nói Bát Nhã Bà La Mật Đa sâu xa như vậy, có người nào có thể tín thọ không? Cụ Thọ Khánh Hỷ thưa cùng các đại thanh văn Xá Lợi Tử. Có các đại Bồ Tát bất thối truyền đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này có thể tinh hiểu sâu xa được, lại có vô lượng tại A La Hán đầy đủ chánh kiến, đoạn tận các lậu, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này cũng có thể tín thọ được. Cụ Thọ Thiện Hiện đã nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, không ai tín thọ được. Vì sao? Vì trong đây không có pháp rõ ràng có thể chỉ bày và có thể thành lập. Đã thật sự không có pháp rõ ràng có thể trình bày và có thể thành lập, nên người tín thọ cũng không thể có. Khi ấy trời đế thích suy nghĩ, đại đức Thiện Hiện dưới trận mưa pháp, ta nên hóa ra các đóa hoa nhiệm màu dâng dài cúng dường. Suy nghĩ như vậy rồi nên hóa ra các đóa hoa nhiệm màu dài lên Thiện Hiện. Cụ Thọ Thiện Hiện suy nghĩ, những đóa hoa này chưa từng thấy có ở chỗ chư thiên. Hoa nhiệm màu này nhất định chẳng phải do đất nước cỏ cây xanh ra, mà do tâm chư thiên hóa xanh. Khi ấy trời đế thích biết tâm niệm của Thiện Hiện liền nói, hoa đã dài này thật chẳng phải do đất nước cỏ cây xanh ra, cũng chẳng phải do tâm chư thiên hóa xanh. Vì sao? Vì hoa đã dài này tánh vốn vô xanh. Bấy giờ Thiện Hiện bảo đế thích, hoa này không xanh tức chẳng phải hoa. Khi ấy trời đế thích thầm nghĩ, trí tuệ của đại đức Thiện Hiện thật là sâu xa, chẳng phải giả danh mà nói thật nghĩa. Nghĩ như vậy rồi liền thưa Thiện Hiện. Đúng vậy, đúng vậy, như tôn giả đã dạy, các đại Bồ Tát đối với các pháp đều nên theo lời dạy của tôn giả mà học. Cụ Thọ Thiện Hiện bảo đế thích. Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, các đại Bồ Tát đối với các pháp nên theo lời dạy của ta mà học như vậy. Này Kiều Thi Ca, khi các đại Bồ Tát học như vậy, chẳng học về sắc, chẳng học về thọ tưởng hành thức, chẳng học về quả dự lưu, chẳng học về quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, chẳng học về độc giác Bồ Đề, chẳng học về quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, nếu chẳng theo các quả này mà học, thì đây gọi là học trí nhất thiết trí của chư Phật. Nếu học được trí nhất thiết trí của chư Phật, thì chẳng học vô lượng vô biên các pháp khác. Nếu học vô lượng vô biên các pháp khác, thì chẳng học sắc có tăng có giảm, cũng chẳng học thọ tưởng hành thức có tăng có giảm. Nếu chẳng học sắc có tăng có giảm, cũng chẳng học thọ tưởng hành thức có tăng có giảm, thì chẳng học sắc có lấy có bỏ, cũng chẳng học thọ tưởng hành thức có lấy có bỏ. Nếu chẳng học sắc có lấy có bỏ, cũng chẳng học thọ tưởng hành thức có lấy có bỏ, thì chẳng học tất cả pháp có lấy có bỏ. Nếu chẳng học tất cả pháp có lấy có bỏ, thì chẳng học các pháp có thể hộ trì, có thể diệt hoại. Nếu chẳng học các pháp có thể hộ trì, có thể diệt hoại, thì chẳng học trí nhất thiết trí có thể hộ trì, có thể diệt hoại. Khi các đại Bồ Tát học như vậy gọi là học trí nhất thiết trí một cách chân chánh, có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, đại Bồ Tát nào chẳng học các pháp có thể hộ trì, có thể diệt hoại, cũng chẳng học trí nhất thiết trí có thể hộ trì, có thể diệt hoại, thì khi đại Bồ Tát này học như vậy gọi là học trí nhất thiết trí một cách chân chánh, có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí không? Thiện Hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, đại Bồ Tát nào chẳng học các pháp có thể hộ trì, có thể diệt hoại, cũng chẳng học trí nhất thiết trí có thể hộ trì, có thể diệt hoại, thì khi đại Bồ Tát này học như vậy gọi là học trí nhất thiết trí một cách chân chánh, có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí, vì đem vô sở đắc làm phương tiện. Bấy giờ trời đế thích hỏi Xá Lợi Tử, sở học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các đại Bồ Tát phải cầu ở đâu? Xá Lợi Tử đáp, sở học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các đại Bồ Tát nên y theo lời lẽ của Thiện Hiện đã nói mà cầu. Trời đế thích hỏi Xá Lợi Tử, nhờ thần lực của ai hỗ trợ để cho tôn giả nói lời như vậy? Xá Lợi Tử đáp, nhờ thần lực của Như Lai hỗ trợ nên ta nói lời này. Khi ấy trời đế thích lại hỏi cụ thọ Xá Lợi Tử, nhờ thần lực của ai hỗ trợ nên tôn giả Thiện Hiện có thể nói Bát Nhã Ba La Mật Đa? Xá Lợi Tử đáp, nhờ thần lực của Như Lai hỗ trợ nên cụ thọ Thiện Hiện có thể nói Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bấy giờ Thiện Hiện bảo trời đế thích,
Ông hỏi nhờ thần lực ai hỗ trợ làm cho tôi có thể nói Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Kiều Thi Ca, ông nên biết nhất định là nhờ thần lực của Như Lai hỗ trợ, nên thiện hiện tôi có thể nói Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Kiều Thi Ca, ông đã hỏi sở học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các đại Bồ Tát phải cầu ở đâu. Này Kiều Thi Ca, sở học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các đại Bồ Tát chẳng ở sắc mà cầu, cũng chẳng nên lìa sắc để cầu. Chẳng nên cầu ở thọ tưởng hành thức, cũng chẳng nên lìa thọ tưởng hành thức để cầu. Vì sao? Vì sắc chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng không lìa sắc, mà có Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thọ tưởng hành thức cũng chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng không lìa thọ tưởng hành thức, mà có Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi ấy trời đế thích thưa thiện hiện, có phải sở học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các đại Bồ Tát là đại Ba La Mật Đa, là vô lượng Ba La Mật Đa, là vô biên Ba La Mật Đa không? Thiện hiện đáp: đúng vậy, này Kiều Thi Ca, sở học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các đại Bồ Tát là đại Ba La Mật Đa, là vô lượng Ba La Mật Đa, là vô biên Ba La Mật Đa. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì sắc lớn nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng lớn. Vì thọ tưởng hành thức lớn nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng lớn. Này Kiều Thi Ca, sắc vô lượng nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô lượng. Thọ tưởng hành thức vô lượng nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô lượng. Này Kiều Thi Ca, sắc vô biên nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Thọ tưởng hành thức vô biên nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, sở duyên vô biên nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Này Kiều Thi Ca, sở duyên vô biên nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên là như thế nào? Nghĩa là đoạn trước giữa sau của tất cả pháp đều bất khả đắc, nên gọi là vô biên. Vì pháp vô biên nên sở duyên cũng vô biên, bởi Bát Nhã Ba La Mật Đa đây vô biên nên ta nói sở duyên vô biên nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, tất cả pháp vô biên nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Này Kiều Thi Ca, tất cả pháp vô biên nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên là sao? Nghĩa là biên giới của tất cả pháp bất khả đắc. Vì sao? Vì biên giới trước sau giữa của tất cả sắc đều bất khả đắc, biên giới trước sau giữa của tất cả thọ tưởng hành thức đều bất khả đắc, bởi biên giới trước sau giữa của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc, nên ta nói tất cả pháp vô biên nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, tất cả hữu tình vô biên nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Vì sao? Vì biên giới tất cả hữu tình bất khả đắc, nên ta nói tất cả hữu tình vô biên nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Khi ấy trời đế thích hỏi thiện hiện: Bạch Đại Đức, tất cả hữu tình vô biên nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên là sao? Thiện hiện đáp: Này Kiều Thi Ca, không thể tính đếm vô số là hữu tình vì bất khả đắc, nên nói là tất cả hữu tình vô biên nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Trời đế thích thưa: Vì nghĩa gì nên nói như vậy? Thiện hiện đáp: Này Kiều Thi Ca, này tôi hỏi ông, tùy ý ông đáp. Ý ông thế nào nói về hữu tình? Những hữu tình là khái niệm về pháp gì? Trời đế thích thưa: Nói về hữu tình, những hữu tình chẳng khái niệm về pháp, cũng chẳng phải không khái niệm về pháp, chỉ là giả danh thuộc về vay mượn, thuộc về tên không có sự thật, thuộc về tên không có chủ, thuộc về tên không có quan hệ. Thiện hiện bảo: Này Kiều Thi Ca, ý ông thế nào ở trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này? Vì hiền bày thật có hữu tình không? Trời đế thích thưa: Thưa Đại Đức, không thật. Thiện hiện bảo: Trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này đã chẳng hiền bày thật có hữu tình nên nói vô biên, vì trong ấy biên giới cũng bất khả đắc. Này Kiều Thi Ca, ý ông thế nào nếu trừ Như Lai ứng chánh đẳng giác trải qua hằng hà sa số đại kiếp, đem vô biên tiếng nói để nói vô lượng danh tự lại hữu tình, thì trong ấy thật có hữu tình, có sanh có diệt không? Trời đế thích thưa: Thưa Đại Đức, không thật. Vì sao? Vì các hữu tình bản tánh vốn tịnh, xưa nay vô sở hữu, chẳng phải vô sở hữu mà có sanh diệt. Thiện hiện bảo:
Do nghĩa này nên tôi nói là tất cả hữu tình vô biên, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Này Kiều Thi Ca, do đây nên biết sở học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các đại Bồ Tát nói là lớn vô lượng vô biên. Bấy giờ trong hội trời Đế Thích, các phạm thiên vương cõi dục, chư thiên cõi sắc và thần thiên thiên nữ có hết đại tự tại vô cùng hoan hỷ, đồng thời ba lần nói lớn rằng: hay thầy, vì có Phật ra đời nên Tôn giả Thiện Hiện nhờ oai thần của Phật giảng thuyết khai thị pháp tánh vi diệu nhiệm mầu cho chúng tôi. Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa làm cho trời, người, Atula vân vân đều được lợi ích lớn. Nếu Đại Bồ Tát có thể đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, tu hành đúng như lời nói, luôn không xa lìa, thì chúng tôi đối với các vị ấy sẽ cung kính cúng dường như Phật Thế Tôn. Bấy giờ Phật bảo chư thiên: đúng vậy, nếu Đại Bồ Tát nào đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này đem vô sở đắc làm phương tiện, có thể tu hành đúng như lời nói, luôn không xa lìa, thì chư thiên các ông đều nên cúng dường như Phật Thế Tôn. Chư thiên nên biết, xưa kia ta đối với Phật Nhiên Đăng, lúc ấy ở nơi ngã tư thuộc Vương Đô Liên Hoa, ta gặp Đức Phật Nhiên Đăng, liền dâng năm cành hoa sen, trải tóc che bùn, cần cầu nghe chánh pháp, đem vô sở đắc làm phương tiện, luôn không xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa và vô lượng vô biên Phật pháp khác. Bấy giờ Phật Nhiên Đăng liền thọ ký cho ta được quả vị vô thượng chánh đồng Bồ Đề, nói như vậy: này thiện nam tử, ở đời sau trải qua vô số kiếp trong thế giới hiền kiếp này, ông sẽ được làm Phật hiệu là Năng Tịch Như Lai ứng chánh đồng giác, nói rộng cho đến Phật Thế Tôn, giảng thuyết kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, độ vô lượng chúng. Khi ấy chư thiên đồng bạch Phật: bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa này thật là hy hữu, làm cho chúng đại Bồ Tát có thể mau chóng đưa đến trí nhất thiết trí ở tận đời vị lai, làm lợi ích an vui cho loài hữu tình.